nay em lên sóng chiếc xe này, chiếc xe ít tiền, có nước sơn màu đỏ, một cái màu rất là bắt mắt, đúng không ạ? Đây là chiếc Daihatsu Lotus nhá, sản xuất năm 2003, bản đủ, và đây là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn, đẹp so với đời các bác nhá, một chiếc xe đẹp cực kỳ luôn so với đời. Và đây các bác xem này, những con phần móc khóa cửa đây nó còn sáng trưng như này, đấy, đây, bản nề này, mọi thứ của xe cực kỳ là đẹp luôn nhá. Các bác tìm được chiếc xe đẹp như này thì sẽ rất là ít có trên thị trường đấy ạ. Chiếc xe với khối động cơ là 1.6, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tầm khoảng 7 lít trên 100km thôi. Chỉ tầm khoảng 7 lít thôi nhá. Ngày xưa em đi chiếc xe này rất là lâu, rất là nhiều. Ngày xưa thì nó chia sẻ thật với các bác là ngày xưa em cũng đi mấy năm cái dòng xe La Lốt này luôn. Cái dòng xe khá là lành. Khá là lành luôn nhá. Các bác mà đang quan tâm đến những cái dòng xe ít tiền thì hiện tại cửa hàng bên em đang có gần chục chiếc luôn. Gần chục chiếc luôn các bác nhá. Thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng bên em, có địa chỉ tại phố Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần Cầu Cất. Các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số 093 8586 307 và một số nữa 0389 000 555 nhá. Đây là hai số để các bác mình liên hệ để mua xe. Các bác có nhu cầu mua bán xe, mua này bán xe rồi trao đổi xe, các bác cứ qua trực tiếp cửa hàng bên em nhé. Có một địa chỉ duy nhất thôi, đây là bãi xe bên em này, các bác để ý nhé. Đây bãi xe bên em đây nhá, chỉ có một bãi xe duy nhất các bác nhá. Và một bãi xe nữa là trong khu vực Bình Dương cơ, Bình Dương. Và La Lốt em còn một chiếc nữa và một chiếc nữa đang ở trong bãi. Rồi với giá tiền thì loanh quanh 50 triệu. Chiếc này thì cao hơn này. Còn thì chiếc màu trắng và chiếc xe màu xám vừa rồi em quay thì chiếc đó chỉ có loanh quanh 50 triệu thôi nhá. Các bác mua được rồi. Đấy, các bác thấy không ạ? Một cái giá tiền bỏ ra chỉ bằng một chiếc xe máy thôi, các bác đã mua được một chiếc ô tô 4 chỗ. Đấy, chở được rất là nhiều người, chở được cả gia đình luôn về sử dụng, đúng không ạ? Thì video này gửi cho các bác xem về chiếc xe La Lốt nhá. Chiếc xe mang biển số 30A. Và chiếc này thì em mua của một người ở gần khu vực nhà em. Ở gần khu vực nhà em nhá. Đây các bác thấy đây, chiếc xe về cái hình thức bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Đấy, rất là luột là luôn. Gần như là từng chi tiết luôn. Nó là luột là từng chi tiết luôn một nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Giá tiền của xe thì chỉ tính bằng tiền xe máy thôi mà các bác được mua chiếc xe đẹp như này rồi. Đấy, tuy rằng là đời thấp và tuy rằng thì form dáng của nó không đẹp, nhưng mà chất lượng của nó thì các bác nhà mình miễn bàn luôn nhá. Máy số chất luôn, thân vỏ đẹp, không mục mọt và không đâm xô. Các bác biết là từ xe đẹp cho đến xe ít tiền. Đấy, từ những xe nhiều tiền cho đến xe ít tiền bên em bán luôn luôn là những cái mẫu xe không đâm đụng, không tai nạn gì, đúng không ạ? Xe nghiêm chỉnh các bác nhá, giấy tờ chuẩn chỉ, sang tên nhanh gọn, đăng kiểm còn, đăng kiểm hãng còn đến tháng 2 năm 2021 luôn, vẫn còn dài luôn. Xe nghiêm chỉnh luôn các bác nhá. Cái mẫu này các bác mua về cứ thế là đổ xăng đi thôi, vi vu luôn thôi, không phải làm gì, không phải chỉnh sửa gì, không phải mất tiền đâu đối với mẫu xe này đấy nhá. Đấy, tất nhiên thì xe cũ đối với một số người khó tính thì người ta về người ta đầu tư cái lọ, đầu tư cái kia thì em không tính làm gì rồi. Đấy là đầu tư thêm đồ hay là đầu tư về đẹp vậy thôi, ví dụ cái đôi lốp này chẳng hạn thế, đúng không ạ? Bốn quả lốp này chẳng hạn thế, tuy rằng nó dày như này các bác về mình cẩn thận mình có thể thay một bộ lốp mới, đúng không ạ? Cái này lốp này vẫn chạy thoải mái luôn này. Đấy, các bác thấy này, giày như này chạy thoải mái luôn. Nhưng đôi khi các bác về mình cẩn thận hơn, mình đầu tư một bộ lốp mới, cái đấy thì không thể tính được, đúng không ạ? Chứ còn thì cơ bản của một chiếc xe rất là ok các bác nhá. Chiếc xe ít tiền. Đấy. Một cái màu rất là ít có trên thị trường. Cái dòng xe La Lốt và màu đỏ rất ít có nhá. Màu trắng hay màu khác rất là nhiều. Cái màu đỏ này rất là ít có này. Đấy, phù hợp với các bác nhà mình đúng mệnh. Đấy, form dáng bên ngoài xe đây nhá. Xe một dàn lốp dày, la răng đúc, đèn trước đèn sau rất là đẹp. Nội thất rất là tươi, máy số thì cực ngon, máy cực êm luôn. Động cơ 1.6 phun xăng điện tử các bác nhá. Chiếc xe form dáng sedan hai đầu. Cốp sau rất là rộng cho các bác để đồ luôn. Đấy, hình thức chi tiết bên ngoài của chiếc xe mời các bác xem và cảm nhận về xe nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Các bác mua đấy đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng nhá. Giá cả thì tất nhiên em sẽ có một cái giá tốt đối với cái mẫu xe này. Các bác nhà mình cứ nhấc máy và gọi điện cho bên em để có một cái giá tốt nhá. Sơn si cực kỳ là bóng đẹp luôn.
một dàn lốp dây, một dàn lốp còn tương đối là dày luôn nhá. Đây, chủ xe cũng mới đi được một thời gian ngắn thôi đối với cái một cái bộ dàn lốp này. Đấy, kính của xe hoàn toàn chỉnh điện, kính hoàn toàn chỉnh điện các nhá. Có cái đằng sau này thì là quay tay thôi, cái dòng la lốp thì các bác biết rồi là đằng sau nó là quay tay đúng không ạ. Anh ra mở em mới cốp với cái cabo đây. Đấy, bảo ông anh ra, ông ấy mở cho hôm nay tiện ông ấy đang ngồi chơi. Đấy, mấy ông anh là đội ngũ kỹ thuật của bên em. Đấy, chuyên đi nhập xe các tỉnh nha các nhá. Các bác nhà mình có xe muốn bán ấy, thì chỉ cần ới bên em thôi, bên em sẽ cho người đến tận nơi thu mua luôn với giá cực kỳ hấp dẫn và hợp lý luôn. Làm sao hợp lý nhất so với thị trường, về nhà cứ kiếm tầm khoảng 5 triệu là bên em ok, 5 triệu, 10 triệu ok nên được. Mời các bác xem chi tiết nội thất bên trong của xe nhá. Đây, tóc đi tóc đồ xe cực kỳ tươi đẹp luôn. Vách vẫn là lý nguyên. Đây, vách vẫn là lý nguyên nhá. Tuy ít tiền nhưng mà vẫn quay đầy đủ cho các bác mình xem, để các bác mình biết luôn. Đấy, được cái cột kèo này các bác thấy này, sơn zin của nó vẫn còn luôn. Quá hiếm cho một cái chiếc xe đời thấp, ít tiền đúng không ạ? Một bộ ghế vừa may xong, vừa may một bộ ghế mới xong nhá. Đây, cần số này, các bác thấy nội thất của xe có tươi không ạ? Màn hình, màn hình âm thanh rất hay. Đấy, mọi chức năng của xe đầy đủ các bác nhá, mua về đi luôn, mua về đi luôn, sử dụng ngay. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn, tất cả cái phần nhựa của xe không bị gãy vỡ. Tất nhiên thì nó cũng có một chút thôi. Đấy, ví dụ như cái cửa gió này một tí này, nó có một cái thanh nó bị gãy một cái này. Đấy, có đâu em bảo luôn nhá, thì các bác nhà mình về mình xử lý, hoặc là bên em xử lý được. Cái đấy thì mua cả cái này đi hết có mấy trăm nghìn này, hết 200 nghìn này. Đấy, nói chung là sẽ chỉ cho các bác một số điểm cơ bản của xe thì rất là ok rồi, nhưng một cái vài chi tiết nhỏ thôi các bác nhá, vài chi tiết nhỏ thôi. Đối với một chiếc xe đời 2003 thì không thể tránh được một vài cái chi tiết nhỏ, nhưng có quan trọng nhất là cái phần cơ bản của nó đúng không ạ? Nó có chất hay không? Để các bác xem, từ cái gioăng cho đến phần nhựa, cho đến phần khung sườn. Đúng không ạ? Từng chi tiết của chiếc xe một. Thực sự là rất là ít có trên thị trường, các bác có thể là so sánh đối với những cái chiếc xe mà đang có trên thị trường nhá. Tất nhiên thì không phải là một mình bên em bán những cái dòng xe này, mà trên thị trường cũng sẽ có rất là nhiều những cái nơi, những cái trung tâm bán ô tô cũ người ta bán. Đấy, nhưng mà tìm được một chiếc xe đẹp như này thì thực sự là rất là hiếm. Ngày xưa em mua em để đi đấy, em phải tìm một thời gian cực kỳ là dài luôn mới tìm được một chiếc xe đẹp. Phải tìm một thời gian rất là dài mới mua được một chiếc xe đẹp các bác nhá. Đấy, còn thì ngay trước mắt các bác ơi, đã mua được một chiếc xe như này rồi. Đấy, khung sườn của xe là không mục mọt gì nhá. Đấy, anten tức là vẫn còn nguồn này, anten này, anten đi nhá, vẫn còn luôn, đầy đủ luôn. Đấy, sang bên đây, gioăng cửa này rồi, tắp đi để mép cửa này. Đấy, các bác thấy, đằng sau quay tay các bác có thể là về mình nâng điện được nhá, mình có thể là nâng lên điện, rất ok. Nâng điện hết 1,5 triệu, 2 triệu thôi thì là 4 cánh sẽ được lên toàn bộ là điện luôn. Còn các bác để nguyên bản này cũng được, thực ra là một chiếc xe đời thấp ít tiền này thì cái quan trọng nhất là xe nó còn chất lượng đúng không ạ? Còn mấy cái này hình thức thì cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần là cái này cứ quay tay lên, quay lên quay xuống là được này. Quay cũng rất là nhẹ luôn nhá. Quay tay rất là nhẹ luôn. Bên kia cũng vậy. Đấy. Nội thất rất là sáng luôn. Các bác có thể nhìn qua video hình ảnh. Vì em đang quay rất là kỹ, chi tiết luôn qua cái xem đúng không ạ? Đấy, đồ nhựa ở xe này, 4 cánh đẹp đều. Bốn cánh đẹp đều luôn. Đối với một cái điện thoại iPhone mà em quay được như thế này thì các bác thấy quá thực tế luôn rồi đúng không ạ? Tiếp sẽ quay máy, quay gầm nhá. Bây giờ đang quay phần nội thất thì các bác nhìn mình đón xem một chút nữa thôi. Đấy. Đây là phần tắp lô đây. Các bác lưu ý nhá, là chiếc xe đẹp nó sẽ cao tiền hơn so với những chiếc xe không đẹp, không nói thì những chiếc xe xấu rồi đúng không ạ? Đấy, các bác thấy bên em đang có mấy chiếc Lanos thì xe vẫn còn ngon, vẫn còn ok, vẫn chạy ngon. Đấy, nó chỉ cái hình thức nó không được đẹp thôi. Đấy, giá chỉ có 50 thôi đúng không ạ?
Nhưng mà chiếc xe này thì nó có một cái khác là một chiếc xe chạy ít. Chiếc xe chủ xe đi rất là dữ. Đây các bác xem này, tai đèn điếc còn nguyên luôn này. Đấy. Đây, phần răng giật này, tất cả luôn này. Đây, các bác thấy này. Máy quá đẹp như là một chiếc xe đời cao. Máy phun xăng điện tử nhá, chứ không phải là máy chạy chế các bác nhá. Máy phun xăng điện tử với mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ dao động tầm khoảng 7 lít trên 100 km thôi. Đấy, lý cabo nó vẫn còn nguyên luôn này. Các bác thấy không? Máy lổ thì thầm luôn. Riêng các bác mua chiếc xe này về thì em đảm bảo các bác luôn được không bao giờ thất vọng đối với chiếc xe này. Không bao giờ thất vọng luôn. Mua về thậm chí được các bác còn phải cảm ơn em khi mua được chiếc xe đẹp luôn. Rất nhiều người mua về là cảm ơn rồi. Vì giá tiền ít, thịt nhiều đúng không ạ? Đẹp như thế này luôn mà có mấy chục triệu này. Đấy, các bác thấy không ạ? Có ô tô chạy luôn. Thay một chiếc xe máy gia đình nhà mình đang dùng. Nhiều bác thì bỏ ra mấy chục triệu thì ô tô chắc không chạy được, nhưng mà hơi bị nhầm đối với chiếc xe này nhá. Đây em nói một cái nó hơi thực tế một tí thì nói chung là các bác đến xem thì mới biết được. Đây. Đấy thì cũng chia sẻ với các bác là như vậy. Bây giờ em quay các bác xem phần gầm nhá. Đây gầm đây ạ. Đấy, không mục mọt luôn này. Các bác thấy không ạ? Gầm đẹp như này mà. Chủ đi rất là giữ gìn luôn đối với chiếc xe này. Đây nhá. Bên em thì bán rất là nhiều xe nhưng mà nói chung là xe ít tiền mà đẹp đẹp như này thì cũng ít khi mua được. Đây, các bác mà đang thích thì nhấc máy lên chốt ngay cho em cái chiếc xe này. Đây, để không bỏ lỡ. Những chiếc xe đẹp như này thì rất là nhiều người sẽ thích và quan tâm. Đây, cho nên là các bác hãy nhấc máy chốt luôn nhá. Em đọc lại số điện thoại 093 8586 307 0389 000 555. Các bác kết nối Zalo cũng như là Facebook theo hai số đó. Và Facebook bên em thì các bác thể ấn là Trăm Ô Tô Hải Dương sẽ ra toàn bộ những cái trang Facebook của bên em nhá. Đây các bác xem này, bên em cực kỳ nhiều xe luôn, trăm mẫu xe luôn nhá. Các bác hãy đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật, thường xuyên theo dõi những mẫu video em đăng lên theo ngày tháng. Rất nhiều xe được cập nhật ngày hôm nay. Ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau.